Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái chủ đề cũng rất là hay. Chủ đề nó có nội dung như thế này. Ví dụ một ngày nào đó các bạn đi ra vườn, các bạn thấy lá cây trên cây của mình nó bị vàng, thì các bạn đặt câu hỏi rằng bây giờ mình loại trừ cái trường hợp bị nấm bệnh đi ha. Tại vì trường hợp bị nấm bệnh thì mình sẽ làm một bài riêng để những cái dấu hiệu nhận biết được lá vàng là do bị nấm bệnh tấn công như thế nào, thì mình sẽ làm một cái những cái video riêng. Còn ở cái loạt video này thì mình xin chia sẻ với các bạn là lá vàng là do thiếu dinh dưỡng, và thiếu dinh dưỡng là thiếu những dinh dưỡng gì ở thì các bạn có thể là xem xong những video này các bạn sẽ phán đoán được cây của mình nhìn vào lá là có hiểu biết được đó là thiếu dinh dưỡng gì. Thì khi các bạn ra vườn, các bạn thăm vườn, các bạn thấy được lá mình bị vàng, thì các bạn có thể chia ra giúp mình hai cái phần chính như sau để chúng ta có thể phân biệt được thiếu dinh dưỡng như thế nào. Thì thứ nhất là mình xin chia sẻ với bạn là dinh dưỡng là gì nữa. Dinh dưỡng thì gồm có ba nhóm nguyên tố chính, đó là nhóm đa lượng, nhóm trung lượng và nhóm vi lượng. Ở đây các bạn, nhóm đa lượng là primary gồm có nitơ, phosphor, kali. Nhóm trung lượng gồm có canxi, magie, lưu huỳnh, hiện tại thì được bổ sung thêm silic. Nhóm vi lượng thì gồm có bo, clo, đồng, sắt, mangan, molybden, niken, kẽm. Đó là những cái nguyên tố dinh dưỡng cung cấp dinh dưỡng cho cây. Nó thuộc ba nhóm chính là đa, trung, vi lượng. Rồi tiếp theo thì khi các bạn nhìn vào một cái cây á, thì các bạn chia cho mình ra làm hai phần. Phần thứ nhất là từ những cái lá mà nó lớn lớn đổ về gốc như vậy, chúng ta gọi là lá trưởng thành. Và ngược lại, từ những cái lá trung bình đổ về trên ngọn, đó, thì chúng ta chia thành cái lá non và chồi non. Các bạn chia như vậy cho mình ha. Rồi tiếp theo ở đây là cái tựa đề của bài, đó là Knowing nutrient mobility is helpful in diagnosing plant nutrient deficiency. Có nghĩa là biết được cái sự di chuyển của các nguyên tố dinh dưỡng trong cây thì rất là hữu ích trong việc phán đoán cái sự thiếu dinh dưỡng của cây. Ở đây điểm nhấn mạnh ở chỗ là chúng ta biết được nguyên tố nào di động và biết được nguyên tố nào không di động, thì chúng ta sẽ phán đoán được cây chúng ta thiếu dinh dưỡng ở đâu, thiếu dinh dưỡng gì. Thì các bạn nhớ giùm mình luôn một nguyên tắc nữa. Thứ nhất là những nguyên tố đa lượng này thì thường thường hoặc là nó sẽ di động rất là tốt trong cây, có nghĩa là nó có thể chuyển động từ lá già sang lá non sang chồi non rất là tốt. Cơ chế của cây trồng các bạn nhé cũng rất là thông minh, có nghĩa là khi một cái lá non nó ra, một cái chồi non nó ra, thì những cái lá già hơn, trưởng thành hơn, nó có một cái trách nhiệm là nó sẽ chuyển những cái dinh dưỡng cho những đứa con mới, những người em mới của nó chuẩn bị ra đời đó, nó sẽ chuyển dinh dưỡng lên. Vấn đề là dinh dưỡng đó nó có đi được hay không đó. Thì những dinh dưỡng mà thuộc đa lượng là di động được nên nó chuyển rất là dễ dàng các bạn nhé. Còn những cái dinh dưỡng mà thuộc cái nhóm trung lượng và vi lượng thì nó sẽ ít di chuyển hơn. Thì bây giờ mình để cho mình dễ hiểu hơn đi, thì mình nói nó là có thể là nó không di động luôn. Bây giờ mình chuyển luôn, mình tóm lại luôn là đa lượng là di động tốt, còn trung lượng và vi lượng thì ít di động được. Mặc dù đó, vì sao ít di động được? Mặc dù vì các bạn thấy trong trong những nguyên tố nhóm trung lượng thì có canxi và lưu huỳnh là không di động được nè, nhưng mà magie vẫn tốt. Và trong vi lượng thì vẫn có nguyên tố di động được và nguyên tố không di động được, nhưng mà mình vẫn liệt kê vào cái nhóm là không làm được để chúng ta dễ dễ nhớ hơn, chúng ta dễ phán đoán hơn. Và mặt khác là